thứ hai Tiến sẽ tập cho em Toàn lấy rổng nha mọi người. Tiến quay đầu rồi. Thấy cái cửa cong nằm ngay đít đây nè. Tiến sẽ nói em Toàn quay đầu lại ve vào. Tiến sẽ ở dưới đất, Tiến sẽ kiểm cong nha. Cong rất là VIP nha mọi người. CAU lại cong loại mới nha. Tiến lúc nào cũng hỗ trợ mấy anh em hết mình nha mọi người. Cắm ok, quá đẹp lắm. Yeah. Ôi, từ từ. Rồi, ghe đi. Để em ra ghe từ từ. Ghe để gần tay ghe luôn. Chân hữu chân con nha. Khi nào gần tới đạp con rồi thắng lại. Nghe nó nghe bóp càng thắng lại liền nha. Không ra bá vô cánh gà. Rồi em con từ từ đi. Rồi nhấp từ từ đi. Ghe nhẹ ra, nhíu nhẹ. Nhíu. Nhẹ thôi. Ôi, thắng. Rồi ok. Thắng em nha. Rồi anh gài xuống tới chứ đi. Thấy xin ăn luôn rồi, răng nó ve ra răng. Rồi tới luôn. Tiến lên kiểm công nha mọi người, lấy xong kiểm công. Quay kiến lên nè, bụi vô. Lấy tay bóc lên. Cửa bị hư nha mọi người, bị hư cái nhông cái cơm ba vậy chổng à. Phải lấy tay kéo phụ nó mới lên. Nó ok. Chạy lên chỗ hôm qua để kiểm công. Trong mấy cái đường sóc thì để găng ti chạy ra. Để ra găng ti từ lướt qua. Thấy rộng nè. Rộng chứ lấy dư trước đi. Rồi, đi thẳng qua. Anh em lưu ý vô cảng mấy anh em chạy từ từ nha. Cứ xuống 5, xuống 6 ra nhẹ, ra 7, ra 8 từ từ. Nhiều khi những mấy cái cua nhưng mà cái cua này nó vuông góc với nhau rồi cong gỗ che. Mấy anh em mà chạy nhanh nhiều khi không quan sát kịp thì sẽ châu đầu với nhau rồi gây tai nạn. Đây tập làm quen mọi thứ nha. Tập hủ tục mà cái rỗng nè, rồi quen những cái tên cảng, xong rồi mình chạy công hàng nhuyễn xong sẽ tập chạy hàng như ha. Tập chạy hàng là những cái khâu quan trọng nhất nha mọi người. Tại công hàng nó rất là giá trị nha. Tiến phải tập cho mấy anh em đi theo thời gian quen xe rồi mới dám ra công hàng chạy được nha mọi người. Công hàng thì nó cũng vài tỷ bạc, mình mà sơ sức chuyện gì là đời không hết luôn. Giờ sẽ chạy lên kiểm công. Tiến sẽ quay quá trình làm thủ tục ở cảng Đồng Nai cho mấy em xem và cũng như giao cho em Toàn đây làm thủ tục nha mọi người. Em đầu cặp hông xe vàng luôn nha. Cặp hông bên đây nè, sát cho vàng xíu nó leo lên nóc xe đó rồi nó leo qua chụp nóc mình luôn. Không qua đây. Rồi là ý mình cặp nó rồi chạy cặp song song đó. Hãy xíu cho cái hàng nó lên nó leo nóc nó chụp á, nó chụp xe chụp công mình luôn. Sát vô. Rồi.
cầm giấy ghi số công nữa, ghi số công vô tờ giấy. Tập vào mọi thứ cho quen nhau ha. Mấy anh em dealer với tiếng một thì lúc nào cũng vậy ha, cố gắng hỗ trợ bài bản hết, không có thiếu sót cái gì. Thì em Toàn sẽ vô gặp anh kêu anh chụp hình nhau ha, chụp hình xong rồi đóng cửa công lại, rất là đơn giản nha mấy anh em. Mấy anh em thấy rỗng thủ tục đơn giản lắm, lấy công xong rồi mình ra mình kiểm công chụp hình rồi vô làm thủ tục giấy tờ thôi. Trời rất là nắng nha, tiếng đang còn cua cắt lái nữa. Cái công này cái năm sản xuất sẽ ghi thông số ở đây mà 2024 nè, sản xuất từ 2024 luôn, rất là mới đó. Mình kiểm chấp xong mình khóa cửa lại đó. Ok, một cái cũng được ha, thôi một cái em ơi. Thôi được rồi, đi xíu ra ông kia ông ngó nữa rồi. Nó đóng mộc chưa? Ở cảng rộng, kiểm rỗng ở Đồng Nai mình phải chờ cho anh chụp hình leo lên chụp nóc nữa nha ha. Đó, chụp nóc xong rồi mình mới được đi nha. Mấy anh em mình quan sát chú ý nha, mình cứ bình tĩnh. Nhiều khi mấy anh em kiểm công ở trên nóc, mấy anh em chạy té ra ta chết, đền chết luôn nha mà. Cái độ cao từ dưới đất lên mà không phải 4m, 3m, 9, 4m á, mình bá vô đền người ta rồi ta té xuống gãy chân gãy cẳng rồi không có tiền đền. Mấy anh em mình vô cảng mình đừng có bình tĩnh nha, không có gì vội vàng hết. Đặc biệt đừng bon chen nhiều ha. Mình chạy ăn lương chiến à, chạy ăn lương chiến thì dù một đó một ngày chủ xe đều 3 chuyến thì mình chạy sớm về sớm, chạy trễ về trễ thôi, chứ mình không có chạy nhanh chạy nhiều nó cũng không được kiếm tiền nha mọi người. Nói giờ đưa ảnh đóng dấu về đi. Xong xuôi các thứ đóng mộc không thì mình giờ mình lên làm thủ tục lấy phiếu e lấy siêu nha ha, cũng đơn giản thôi không có gì hết. Ok mấy anh em nha, giờ Tiến sẽ tạm gác máy nha, Tiến sẽ tranh thủ Tiến chạy về, còn một tour nữa, hôm nay chủ nhật rồi, còn tour tranh thủ sớm về sớm nha. Tiến với em Toàn đây là chuẩn bị về tour thứ hai để mà nghỉ ngơi nha mọi người, là chừng hút đít nha nè. Hiện tại thì về tới xa lộ Hà Nội nha mọi người, đang sổ dốc nè. Hôm nay chiều chủ nhật thì phong cảnh rất là đẹp nha mấy anh em. Hồi nãy Tiến chạy công hàng lên, bây giờ là đó em Di chạy công rỗng về nha mọi người. Mấy anh em ha, phong cảnh rất là đẹp nha. Một tài xế trẻ nha, ôm một chiếc xe Mỹ rất là ngầu, rất là đẹp. Đây là cũng là ngày thứ hai của em Toàn luôn nha mọi người. Ngày thứ hai thì đã chạy rất là mướt nha, rất là ok. Tiến chấm em Toàn 10 điểm nha, thao tác rồi số má cũng quá là ok mà nha. Này chạy nhuyễn xe nữa là quá vip à, chỉ có kiếm xe chạy nữa là ok. Em thấy sao mấy anh em? Tiến thấy là có 10 nút rồi, ngày thứ hai là Tiến đưa cho chạy rỗng từ Sài Gòn về Đồng Nai nha mọi người. Hiện tại là về tới đây nè, bến xe miền Đông nè, bến xe miền Đông mới nằm trong đây nha mọi người. Thì về Tiến sẽ về ghé rửa xe nha mọi người, ghé tiệm anh Định rửa xe mà không biết bây giờ về kịp không, không biết về dưới 5:30 biết ảnh còn mở cửa không. Thì cũng đang tranh thủ mà về để mà rửa xe nghỉ cuối tuần nha mọi người ha, để mai là 16 thì chủ xe nó cúng xe rồi cho nó sạch sẽ rồi ha. Thì mấy anh em chạy xe cũng lưu ý những cái ngày mùng 2, mùng 6 nha mọi người ha. Mình ví dụ như mình rửa xe rồi mình bỏ 200-300 ngàn mình rửa cho sạch sạch để mà chủ xe nó cúng xe rồi nó cũng thấy sạch sẽ, nó cũng ok, nó cũng chấm mình có tí nút nữa, mấy anh em. Đó, rồi Tiến chia sẻ một xíu kinh nghiệm. Mấy anh em có đam mê thì cố gắng thực hiện nha mọi người. Đó, phải như em Toàn đây nè, 24 tuổi đã có bằng lái FC nè, quá đỉnh
hơn một chiếc xe hai giường đó, hai giường không gian rất là thoải mái. À, gõ số rồi mà đó, quan sát nè, gõ số rất là nhịp nhàng. Tiến sẽ vào trong, tiếng quay từ phía sau quay ra cho mấy anh em xem. Rất là ngầu nha mọi người, rất là ok. Ok mà ha, được nói nhịp à, nhịp đấy mà vô số 9 rồi. Ok mấy anh em. Thì ngoài kênh của Tiến ra thì mấy anh em có thể theo dõi kênh của anh Sơn Trần nha mọi người. Anh Sơn Trần là một người dẫn dắt mấy anh em theo nghề hỗ trợ rồi, rất là hay nha. Anh Trần thì anh chuyên đào tạo lôi xe lôi VIP nha. Thì anh Trần thì nói chung là đối với anh Trần thì gọi là rất là ok, hỗ trợ anh em rất là nhiệt tình. Thì một năm anh Trần hỗ trợ rất là nhiều anh em ra nghề lôi xe riêng rồi, nhưng mà có thu nhập lo cho cuộc sống, lo cho gia đình. Tiến thì cũng cố gắng hỗ trợ anh em thôi, nhưng mà ít nha mọi người, do công việc của Tiến nó nhiều quá, không có thời gian để mà là YouTube. Chủ yếu là mấy anh em có gì thì sẽ đi healer gặp thôi nha mọi người, còn ngoài ra mấy anh em có rất là nhiều mấy anh em xin healer nha, nhưng mà chưa đủ duyên nha mọi người. Tiến thì cũng lúc nào cũng muốn hỗ trợ mấy anh em, nhưng mà có một xe một nha, một xe một rồi, một rồi công ty nó giao có một xe à. Bây giờ thì mình dắt mấy anh em đi heo nhiều quá cũng không được, mình nhận mấy anh em liên tục thì cũng không được nha ha, ảnh hưởng tới công việc rồi ảnh hưởng tới công ty. Công ty nó nói ủa sao mà tối ngày dắt người lạ lên xe hoài, nó cũng không ok ha. Nên Tiến cũng mới nói với anh em cũng không cảm nha. Tiến ví dụ như xong anh em này lâu lâu rồi sẽ khoảng cách khoảng thời gian nửa tháng hay là một tháng gì á, Tiến sẽ tiếp tục với nhận anh em. Thì đầu năm tới giờ Tiến cũng hỗ trợ cũng được hai anh em ra nghề nha ha. Trước Tết là có bạn Tấn nè, Tấn hiện tại bây giờ đang ôm xe ở bãi xe bên ở bãi xe ở ngay chỗ vòng xây của Hủ nha ha. Còn bạn Khoa thì ôm xe bên Gia Trí luôn, Gia Trí một công ty ở Long Thành. Rồi có thể là Tiến kết thúc video luôn nha, tại cái clip cũng hơi dài rồi. Thế giờ Tiến về Tiến rửa xe nghỉ ngơi nữa nha mọi người ha. Thì Tiến sẽ cố gắng Tiến edit cố gắng đăng video sớm nhất cho anh em theo dõi nha mọi người. Cái tập này Tiến quay về quá trình lấy rỗng cho em Kho, cho em Tấn, cho em Toàn nói lộn luôn nha. Cho em Toàn lấy rỗng rồi chạy cục rỗng về nha mọi người. Thì Tiến sẽ thỉnh thoảng Tiến sẽ không thích quay clip nha mọi người. Tiến ít quay clip hiểu nha, dụ như mấy anh em yêu xe thì thỉnh thoảng thì tầm 4-5 clip 5-6 clip là mấy anh em nó hết đi rồi, nó ra nghề rồi nha mọi người. Thì
nói chung thì tiếng rảnh thì tiếng sẽ quay chia sẻ về công việc cũng như về quá trình anh em toàn hay ra hàng, mong tiếng này tiếng đi là mục tiêu là phải hết tháng này là em toàn mới kiếm được xe nha. Đó là cái ý tưởng của Tiến, còn ý tưởng của em toàn thì sao thì Tiến cũng chưa biết, mà Tiến thấy là phải kiếm xe chạy nè. Thứ nhất là kiếm xe chạy, thứ hai là có thu nhập để mà lo cho gia đình nha, mà tại vì em toàn đã lấy cái bằng FC rồi, vì mấy anh em biết lấy một cái bằng rất là tốn tiền nha. Thì bây giờ mình lấy một cái bằng là khoảng tầm chi phí này nó phải 30 triệu nha, đó rồi thời gian của mình nữa, rồi mình phải nghỉ công việc chạy xe tải, bắt buộc mình phải đánh đổi mình nghỉ công việc xe tải để mình nâng bằng lên, bỏ thời gian mình học nâng bằng đó. Anh em biết giờ học nâng bằng mình phải thi thứ nhất nè, rồi thi chạy đường trường đó, rồi thi mô phỏng đó, rất là mất thời gian và mất rất là tốn kém đó. Còn rồi sau này rồi ôm xe chạy cảng nữa, phải đi lơ nữa, phải đi lơ một thời gian để mà cho nó quen công việc rồi mới kiếm xe chạy được. Mấy anh em nào mà nhanh có phiếu thì nửa tháng là vậy, Tiến luôn là hỗ trợ hết mình mấy anh em. Và Tiến cảm ơn mấy anh em nữa nha, Tiến tạm biệt mấy anh em nha, chúc mấy anh em có một buổi tối thật vui vẻ nha, tạm biệt mọi người.